Xin chào tất cả các bạn. Đây là một gốc hoa hướng dương gấu mà được bên mình trồng ươm vào bầu. Loài hoa này có tên gọi là hoa hướng dương kép nha các bạn nhé. Nó rất đẹp. Nó lên thành từng chùm nhỏ và nó có 3 bông. Hôm nay là mình quay lại video review cho tất cả các bạn xem nhé. Mình sẽ đem tất cả các bạn đi xem cái luống mà bên mình trồng nhé. Đây các bạn nhé, đây là một luống mà bên mình trồng thử nghiệm nhé. Ở đây là bên mình trồng nhiều loại khác nhau. Đây là nó đã còn nở đây các bạn này. Khi mà nó nở ra đấy thì nó rất đẹp nhé các bạn. Đây này, đây là một bông nó đã nở trước rồi. Cái này này. Đây là một bông nó nở rất đẹp. Nó giống như là gấu bông luôn các bạn nhé. Đây là nó đã còn nở này. Nó nở lên nó sẽ rất đẹp. Hiện tại là bên mình đang gieo thử nghiệm ở đây. Nếu nó phát triển tốt thì bên mình sẽ cung cấp hạt giống ra thị trường nha các bạn nhé. Hoa hướng dương gấu thường gọi là hoa hướng dương kép. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể bình luận dưới video này nhé. Hoặc là có thể gọi điện theo số điện thoại tại phần mô tả video ạ. Bên mình sẽ cung cấp giống cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ạ.